Xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Đã rất là lâu rồi mình chưa quay trở lại với một video về beauty, một video về makeup nào cả. Thế nên là có một chút bồi hồi, có một chút bối rối. Không biết rằng là các bạn còn nhớ đến mình là một bạn trai biết makeup nữa không, hay chỉ là một bạn trai biết tấu hài mà thôi. Ok, thì nội dung chính trong video ngày hôm nay của chúng mình sẽ là các bạn cùng mình review và trải nghiệm thử một bộ sản phẩm mới đến từ nội địa Trung Quốc. Thương hiệu này có tên là Carslin. Ta-dang! Carslin. Yeah. Thì đây là một thương hiệu mà theo như mình thấy nó không thật sự là quá quen thuộc với các bạn Việt Nam. Thế nhưng mà là một người nghiện TikTok Trung Quốc như mình thì mình thấy cái thương hiệu này rất là nhiều và được các bạn TikTok Trung Quốc sử dụng cũng như là quảng cáo rất là nhiều ở trên TikTok Trung Quốc. Thế nên là ngày hôm nay, nhân cơ hội này, thiên thời địa lợi nhân hòa, Carslin đã gửi cho mình một hộp sản phẩm gồm tất cả những cái sản phẩm mà có thể trang điểm cho full face. Thế nên là chúng mình ngày hôm nay sẽ cùng đánh giá và trải nghiệm xem là những sản phẩm này của họ mang lại kết quả gì ở trên mặt của chúng mình nhé. Để xem rằng là nó có thật sự xứng đáng với sự nổi tiếng của nó ở Trung Quốc không nhá. Nào, bắt đầu. Giống như mọi video review mỹ phẩm makeup khác thì bước đầu tiên thì chính là mình sẽ khoe với các bạn mình đã được tặng những món đồ gì. Đầu tiên thì mình thấy ở đây là mình sẽ có hai thỏi son. Wow, packaging so cute, một cái highlighter. Cái packaging của hãng này mình nhìn qua thấy khá là đẹp ấy, nó có một cái phong cách rất là kiểu cổ trang Trung Quốc ấy. Và đây thì là một bảng phấn mắt, eyeshadow palette, một foundation và một primer. Một cái kẻ mắt, bên này thì là mình có một cái phấn nén. Ngoài ra thì ở đây là mình còn có thêm một cái lip mousse. Lip mousse là cái gì hả các bác? À, cũng là son đấy các bạn ạ. Son, nhưng mà tên của cái son này thì nó là lip mousse. À, son. À, tiếp theo thì đây là mình có thêm một cái brow pencil, cái chì kẻ lông mày. Và đây thì cũng là một thỏi son, hai miếng giấy tẩy trang nữa, hai cái miếng khăn tẩy trang ấy. Hết rồi. Không nhiều lắm thế nhưng mà chắc chắn là đủ cho cả mặt nha các bạn. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu đi vào từng cái bước trang điểm để review từng sản phẩm một nhá. Bước đầu tiên, để cho các bạn đỡ khó chịu thì mình sẽ phải kẹp cái mái của mình lên. Cái mái có lơ thơ vài sợi ấy. Đấy, nhưng mà cứ thả ra thì là ai cũng sẽ kêu khó chịu. Đã là phải kẹp lên. Kẹp lên thì lộ cái chán rô, cái chán bóng của mình. Không hiểu sao cái chán mình nó bóng dã man luôn đấy các bạn. Đây này, mặt trời chán bóng trong truyền thuyết đấy. Đầu tiên thì là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm primer này. Nó có tên là Radiant Hydrating Primer. Và màu mà mình có ở đây thì là màu số 01. Cái sản phẩm kem base này thì họ có 3 màu nha các bạn. Một cái là tông màu số 1 như của mình là màu hơi hồng hồng, màu tông natural tự nhiên. Thứ hai đấy chính là màu tím thì là dành cho những bạn có làn da bị thâm, làn da không đều màu. Và thứ ba là màu xanh thì dành cho những bạn mà có làn da bị mụn, có những cái nốt đỏ thì nó có thể giảm được cái nốt đỏ đó của chúng mình. Thì tùy thuộc các bạn là làn da như thế nào, chúng mình mua cái base phù hợp nhá. Phải lắc đều trước khi sử dụng nha các bạn. Hình như bên trong là dạng nước, nghe thế nó cứ lọc sọc ở trong này này các bạn này. Ừ, dạng nước thật các bạn, nó rất là lỏng đây này. Mình thấy là cái kem lót này nó có cái tác dụng là nâng tông đấy các bạn ạ, hơi nâng tông một chút. Cái tên của nó thì là Hydrating Primer, thế nên là nó sẽ có cái tác dụng là cấp ẩm cho cái lớp trang điểm của chúng mình. Thực ra thì khi mà bôi lên thì thấy da mình cũng ẩm hơn. Ok, mà nó khá mịn các bạn, bởi vì cái chất của nó là chất nước ấy. Thế nên là mình tán ra rất là nhanh, rất là dễ. Và khi mà tán ra thì nó không bị một cái vệt trắng nào cả, cũng như là không thấy là bị bết hay là bị vằn một cái vết kem nào hết lên trên mặt. Ok, mình thấy ngay được. Được. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái sản phẩm foundation này có tên là Lasting Moisture Foundation. Wow, cái packaging so đẹp. Đây là một hãng sản phẩm mà cái giá tiền của nó là mức độ trung bình thôi, nó chỉ tầm khoảng 200 ngàn, 300 ngàn thôi. Thế nhưng mà mình thấy là họ đầu tư rất là kỹ lưỡng về cái phần marketing và về cái phần packaging. Wow, bên trong nhìn cũng rất là xinh luôn nha các bạn, nhìn đậm chất Trung Quốc luôn. Ô, cái tên của cái kem nền này sao dài thế? Lasting Moisture Foundation Natural Dewy Effect Normal to Dry Skin. À không, cái tên của nó chỉ là Lasting Moisture Foundation thôi. Còn cái này ở dưới thì tức là nó cho các bạn một cái lớp trang điểm dewy, bóng bẩy, nhẹ nhàng, tự nhiên và phù hợp cho các làn da từ da thường cho đến da khô. Và khi mà mình nhận được cái hộp sản phẩm này của hãng thì hãng có gửi cho mình một cái video để test về cái độ che phủ cũng như là độ kiềm dầu chống nước của cái sản phẩm này. Thế nên là ngày hôm nay mình cũng sẽ mang cái thí nghiệm đó lên trên video này để mình thử nghiệm cho các bạn xem là nó có thật sự là che phủ tốt, kiềm được dầu và chống nước không nhá. Mình sẽ vạch vài vạch mình coi như là khuyết điểm nhá. Ok, các bạn che phủ ok này. Đây, che phủ ok nhá các bạn nhá. Các bạn vẫn sẽ thấy cái lờ mờ cái vạch kẻ của mình đúng không? Thế nhưng mà mình thấy là che phủ như này là quá ok rồi. Với một kem nền mà cái chất nó rất là lỏng, mình vừa bơm thử ra mình thấy cái chất là rất là lỏng luôn đấy. Mà che phủ được như này là rất ok rồi này. Bây giờ thì mình sẽ test thử xem cái độ chống nước của nó như nào nhá. Xịt lên đâu nhận đây đúng không?
Ơ chưa rồi xịt mặt tôi. Ok. Đó. Nào bây giờ mình sẽ lấy tiếp một cái tờ giấy ăn. Một tờ giấy ăn. Để mình thấm thử xem là nó có trôi không nhá. Wow. Đây các bạn. Thực ra thì nhìn ở trên cam thì các bạn sẽ không thấy nhiều đâu, nhưng mà nhìn ở ngoài có hơi một tí, có bị transfer ra một chút. Có hơi một chút vàng vàng ở trên này, thế nhưng mà nó không nhiều, không đáng kể đâu các bạn ạ. Không đáng kể. Ờ được. Được đấy các bạn ạ, chống nước, chống trôi, ok phết này. Mà cái lớp kem thì nó vẫn còn ở trên da này, các bạn thấy không? Cái khoảng này là vừa mình vừa bôi kem ấy thì nó sẽ khác hẳn với cái màu ở cái phần này đúng không? Em sao tay mình đen thế nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ là cái màu này nó hơi trắng các bạn ạ. Hơi trắng. Nó trắng thật đấy anh em ạ, chứ không phải hơi đâu. Khi mà hãng liên hệ với mình là mình đã dặn trước với hãng là lựa chọn cho mình kem nền nào tối nhất. Bởi vì mình biết là những cái kem nền của hãng Trung Quốc ấy là nó rất là trắng và nó rất là sáng. Thế nhưng mà họ đã gửi cho mình cái màu tối nhất rồi là màu 03 rồi. Nhưng mà nó vẫn sáng các bạn ạ. Này, nó vẫn trắng này. Ôi cái chất kem nền này lỏng. Dặm vài dặm thôi mà đã đều hết cả khuôn mặt rồi. Mình sẽ build thêm một lớp nữa nhá. Bởi vì là cái khả năng che khuyết điểm của nó cũng chưa thật sự là ok lắm sau cái lớp đầu tiên. Từ những kem nền chất lỏng như thế này này thì cho dù là chúng mình có build up lên ý, thì nó cũng không cải thiện được nhiều về cái phần che phủ đâu. Nhưng mà thôi cứ thử xem sao, biết đâu kỳ tích xuất hiện. Thật sự thì build up lên đó, nó sẽ giúp cho cái kem nền nó che phủ được tăng thêm khoảng tầm 10% thôi, nó không che phủ được gần hết. Những cái tàn nhang của mình thực ra là nhìn những cái tàn nhang của mình vẫn rất là rõ. Thế nhưng mà cái này thì so với một loại kem nền mà nó cứ chất lỏng như thế này ấy, thì mình thấy cái độ che phủ của nó là ok rồi. Cộng với cái việc là nó tạo cho da mình một cái lớp lưu ý rất là mỏng, nhìn rất là mỏng đối với mình đã build lên hai lớp rồi, thế nhưng mà trông vẫn rất là mỏng và nó rất là tự nhiên. Bạn nào mà da không nhiều khuyết điểm như của mình ấy, thì mình nghĩ cái kem nền này ok với các bạn đấy. Rất mềm mịn tự nhiên. Vẫn nhìn thấy cái vết ở đây và cái vết ở đây đúng không? Ở đây thì mình không có kem che khuyết điểm của hãng, thế nên là mình sẽ xin các bạn vài phút để mình đi lấp liếm cái sự xấu xí của mình. Hey, các bạn, mình đã quay trở lại với một gương mặt hoàn hảo không có đốm. Yeah. Nào bây giờ mình sẽ thử đến cái kem, cái phấn phủ của họ nhá. Phấn phủ này có tên là Pressed Powder. Phấn phủ nhưng mà dạng nén nha các bạn. Ê cái này nhìn quen mắt ghê ta. Cái này được quảng cáo ở trên TikTok rất là nhiều luôn ấy. Mấy cái bạn TikToker nổi tiếng về trang điểm hay là về kiểu biến hình ở trên TikTok dùng cái sản phẩm này của Gaslin rất là nhiều luôn ấy. Màu mình có thì là màu 03 nha các bạn. Màu 03 và packaging của nó màu hồng hồng xinh xinh. Cái vỏ nhám nhám, xịn phết, trông xịn lắm các bạn ạ. Bên trong thì là sẽ có một cái bông mút. Bông mút. Xuống em ơi. Dính hơi chặt nha. Và đây thì là sản phẩm của chúng mình. Mình muốn tìm hiểu thêm về cái công dụng của cái phấn phủ này, thế nhưng mà nó toàn tiếng Tàu các bạn ơi, đọc không hiểu. Mình sẽ dùng một nửa bên này với cái bông mút của họ cho và một nửa bên này với cái chổi nhá, xem là bên nào nó sẽ có tác dụng đẹp hơn ở trên mặt. Uầy, soi bằng cái gương của họ nhìn trông mặt mình đẹp hơn bao nhiêu các bạn. Cái gương này hình như là có chế độ nịnh nha. Trông xinh hơn, trông da mịn hơn. Wow, trông ít nếp nhăn hơn. Nào, ở nào. Mình cảm thấy là tất cả những cái dạng phấn nén nào ấy mà nó có cái bông mút như thế này, nếu mà chúng mình dùng bông mút ấy thì nó sẽ làm cho cái lớp nền của chúng mình rất là lì luôn ấy các bạn ạ. Như cái này này, khi mà mình đánh lên nhá, vừa tát một pha lên thôi, nguyên cái vùng này nó lì ơi là lì luôn, lì mà không nhìn thấy cái lỗ chân lông của mình đâu ấy. Lì lắm. Nào, với bên này thì mình sẽ dùng chổi nhá. Quay phấn ra ngoài há mồm ra nó bay hết mồm rồi. Mình vẫn thích sử dụng chổi để phủ phấn hơn. Bởi vì khi mà các bạn nhìn vào hai mặt bên này thì các bạn sẽ thấy là mặt bên này tối hơn đúng không? Thì cái bông phấn này nó có khả năng lấy phấn rất là nhiều và cái phấn lên trên mặt của mình sẽ rất là dày, vậy nên là làm cho cái màu của nó rất là rõ. Thế nhưng mà khi mà mình phủ bằng chổi thì cái lượng phấn nó được tản đều lên trên mặt và nó rất là mỏng các bạn. Thế nên là cái màu của nó không rõ cho lắm và nó không làm cho mặt của mình bị tối hơn. Nhưng mà bên này thì vừa dày hơn, vừa tối hơn, nhưng mà được cái thì nó sẽ làm cho cái da của mình nhìn nó rất là flawless ấy, kiểu nó mịn ơi là mịn, mà mịn kiểu như là không có lỗ chân lông luôn ấy các bạn ạ, rất là mịn. Bạn nào mà thích kiểu trang điểm mịn mà lì nhá thì sử dụng cái này. Còn nếu bạn nào mà thích trang điểm tự nhiên thì sử dụng chổi để bên như bên này, nó sẽ tự nhiên hơn. Và cái độ che phủ của nó thì tất nhiên là so với bên này thì sẽ ok hơn rồi, bởi vì lượng phấn của nó sẽ nhiều hơn mà. Ok, đánh giá chung thì mình thấy nó khá là ok. Mới cả một phần nữa là bởi vì cái kem base và cái kem nền mà chúng mình dùng ấy thì nó có rất là nhiều độ ẩm ở trong đấy. Thế nên là khi mà mình phủ cái phấn này lên ấy, thì nó sẽ không bị tạo cảm giác khô ở trên mặt và nó không bị mốc. Khá là mướt, khá là mượt, khá là hợp với nhau. Ok, nào chúng mình chuyển tiếp sang sản phẩm tiếp theo nhé. Mình sẽ thử đến cái cây Brow Pencil, cái cây chì kẻ lông mày này nhá. Oh, packaging so cute, packaging so đẹp.
một cái kẻ chỉ kẻ lông mày hết sức là fancy luôn nha các bạn. Mình thấy trong tất cả những cái hãng mà mình đã từng thử đồ trang điểm của họ ấy, thì mình thấy là cái hãng này đầu tư về cái phần bao bì rất là tỉ mỉ và rất là đẹp. Thì cái chỉ kẻ lông mày này, cái đầu của nó rất là nhỏ các bạn ạ, và mặt đằng sau của nó thì sẽ là một cái chổi như thế này. Ôi chết rồi, gãy rồi. Cái màu mình có thì nó là màu nâu ghi các bạn nha. Nó ghi và cái nét của nó rất là nhỏ ấy, vì cái thanh của nó cũng nhỏ ấy các bạn. Các bạn biết không, khi mà mình mới nhận cái bộ trang điểm này này, mình nhìn cái packaging ở ngoài ấy, thì mình muốn làm một cái kiểu trang điểm nó là kiểu traditional Chinese ấy, cái kiểu trang điểm của Trung Quốc mà kiểu cổ trang ấy. Thế nhưng mà mình lại nghĩ rằng là nếu như mà trang điểm kiểu đấy thì mình sẽ phải hy sinh cái quả lông mày này của mình cạo đi, và mình sẽ vẽ một cái lông mày cong như thế này. Sau khi mà mình cạo rồi có thể lên video trông sẽ đẹp sẽ hay đấy. Thế nhưng mà những ngày tháng sau đó thì mình sẽ sống như nào? Đàn bà con gái mà không có lông mày thì trông còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Mình đã chuyển hướng sang một cái kiểu trang điểm khác mà gần gũi và phù hợp với các bạn hơn. Cái nét của cái cây chỉ cái lông mày này nhỏ nhờ, mình nghĩ là nó sẽ thích hợp với những bạn nào mà thích kiểu vẽ lông mày gầy sợi ấy. Bây giờ nhận xét về cái kẻ lông mày này thì mình thấy khá là được, bởi vì là cái màu của nó rất là phù hợp với cái màu tóc của mình, cũng như là cái chất chỉ của nó khá là đều màu các bạn ạ. Thế nhưng mà có một cái điểm trừ mà mình thấy hơi bị sợ khi mà mình dùng cái này một tí ấy, những cái đứa mà đoản như mình ấy, những người nào mà đoản như mình ấy, thì những cái cây mà nó cứ mỏng manh yếu ớt như thế này này các bạn ấy, nhỏ nhỏ tí xíu như này này thì rất là dễ bị gãy. Bằng chứng là vừa nãy khi mình vừa mở ra vừa quẹt một phát đầu tiên đã gãy rồi đó các bạn. Đó, điểm trừ duy nhất thế thôi. Bạn nào mà dùng cái này phải nhẹ tay một chút nhá. Phần mắt thì mình sẽ có một cái bảng phần mắt như thế này. Trong cái bảng phần mắt này của chúng mình thì sẽ có 10 ô màu, và bảng phần mắt này có tên là Silky Twinkle Eyeshadow, và đây là màu số 9, bảng số 9 nha các bạn. Mở cho bạn xem là bên trong là như thế nào. Eo packaging thật là cầu kỳ luôn đó các bạn. Mở ra như mở thiệp mời đám cưới. Xịn không? Đẹp chưa? Nhìn cảm giác như là cái bảng mắt của mình là một cái gì rất là quý giá và quý báu luôn đấy các bạn ạ. Nhìn rất là xịn luôn đấy. Nào xem ở bên trong có gì nào. Không biết là các bạn có giống mình không, nhưng mà mình rất là thích đánh mắt bằng những cái cây chổi mà đầu mút như thế này này. Đặc biệt là những cái phần mắt nào mà nó có nhũ hay là nó có kim tuyến ý, thì cái chổi như thế này nó bắt phấn rất là tốt luôn đó các bạn. Chỉ có một bảng phấn mắt thôi, không nhiều lắm. Thế nên là mình sẽ swatch cả 10 màu phấn mắt này lên trên tay cho các bạn xem nhá. Và đây là 10 màu của chúng mình. Như các bạn thấy là tất cả những cái màu này chúng mình có thể sử dụng được khá là nhiều này. Cái màu rất là hữu dụng luôn đấy. Mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu với cái màu này. Xem độ rơi phấn nhá. Nào, cho vào đâu ấy các bạn nhìn rõ nhỉ. Đây nhá, độ rơi phấn này. Cũng khá nhiều. Khá nhiều đấy. Vì cái màu này nó là một cái dạng màu transition, một cái màu mà kiểu trung gian giữa tất cả những cái màu mà mình sẽ đặt lên trên mắt. Thế nên là khi mà mình đánh lên trên mắt ấy, các bạn sẽ không nhìn thấy rõ cái màu đúng không? Lấy tiếp màu này này. Về cái độ pigment của cái màu này thì như các bạn thấy là khi mà mình xoát trên tay bằng ngón tay nhá, thì cái màu nó sẽ sang một cái tông màu nâu đỏ đúng không? Nhưng mà khi mà mình đánh lên trên mắt này thì nó sẽ sang một cái màu như kiểu là cam nâu các bạn, nó không còn nâu đỏ nữa. Và mình đánh giá cái độ pigment này thì nó sẽ được khoảng tầm 7/10, nó không bị quá là đậm. Thì những cái phấn nào mà nó lên màu từ từ như thế này thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Có một số bạn nói với mình rằng là tại sao các beauty blogger Việt Nam ấy thì thường rất là hay trang điểm những cái kiểu tông màu nâu, tông màu hồng, màu cam, những cái tông màu nó rất là bình thường rồi, và hầu như cái video nào cũng sử dụng những cái tông màu này giống như nhau. Thì thật sự phải nói với các bạn một điều rằng như thế này này, là không phải chúng mình không làm được những cái tông màu khác. Màu xanh, màu đỏ, màu đen, tất cả những cái tông màu đó chúng mình có thể làm được. Thế nhưng mà tại sao chúng mình không làm? Đấy chính là bởi vì nó không phù hợp với thị hiếu của các bạn xem video này. Cũng như là khi mà chúng mình lên một video, ví dụ như mình đang làm một cái video về review sản phẩm make up cũng như là hướng dẫn trang điểm, thì mình sẽ phải hướng dẫn sử dụng những cái tông màu nào mà hầu hết tất cả những người dân Việt Nam, những người đang xem video này, người ta có thể sử dụng được. Và những cái tông màu mà mọi người có thể sử dụng được thì đấy chính là gì? Tất nhiên là không phải là màu nào khác ngoài những cái màu như là màu nâu, màu hồng, màu nhũ. Những cái màu đó thì bất kỳ ai cũng có thể dùng được, và đặc biệt là nó phù hợp với nước da cũng như là với cái khuôn mặt của người châu Á, của người Việt Nam nói riêng. Nếu
nếu như mà một ngày mình xuất hiện trên màn hình này với một khuôn mặt mắt bởi sắc cầu vồng môn màu tím thì mình hỏi thật ai xem? Không ai dám xem và cũng không ai làm theo được cả. Không một ai vác cái mặt để đi ra ngoài đường hết. Thế nên là những cái nào mà nó đã về cái con mắt của các bạn, khi mà các bạn xem nhìn thấy nó ồ thú vị thật, nó hay thật, thế nhưng mà hỏi thật thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ mang cái khuôn mặt đấy và học theo cái cách trang điểm đó để mà đi ra ngoài đường, đúng không? Thì đó chính là cái lý do vì sao mà chúng mình lúc nào cũng sẽ kiểu chung một cái kiểu trang điểm, những cái tông màu như nhau, thay đổi một chút về cái cách đánh mắt, thay đổi một chút về cái vị trí của phần mắt thôi, thì nó sẽ mang ra một cái makeup look khác nhau. Chứ còn về cái màu sắc thì nó khá là khó để mà cho chúng mình có thể thay đổi những cái tông màu mà nó cực kỳ ấn tượng như vậy. Mình nghĩ những cái điều mà mình vừa nói ra nó cũng là tiếng lòng của khá là nhiều bạn beauty blogger ở Việt Nam. Đấy, mãi nói chuyện quá trong ngày trang điểm nó hơi bị lố lố rồi đây này các bạn này. Hơi lố đúng không? Mà thôi, lát mình sẽ sửa được, sẽ đẹp. Đấy, mình sẽ lấy thêm một ít nhũ này bằng cái chổi đầu mút của nó nhá. Và mình sẽ đánh hết lên bọng mắt này. Wow, trong cái màu nhũ này nó có một cái ánh đồng và cái ánh màu xanh ý các bạn. Nhìn cái màu xanh nó không rõ đâu, thế nhưng mà nó tạo cho cái bọng mắt của mình nó rất là lấp lánh luôn ý các bạn. Nhìn rất là xinh luôn ý, này xinh cực. Hôm nay mình không tạo bọng mắt nha, hôm nay không tạo bọng mắt một tí nào, chỉ đánh nhũ lên thôi mà cái bọng mắt mình cũng nổi lên. Khi mình cười ấy, trông rất là tươi, rất là duyên. Mình sẽ sử dụng cái màu này, màu cuối cùng ở trong bảng, tạo cho mắt mình nó có một cái chút bóng bóng ở cái giữa cái đầu mắt, thì nhìn cái khuôn mắt của mình nó sẽ được tròn hơn và to hơn. Tiếp theo là vân đầu mắt này thì mình cũng muốn dùng thử cả cái màu này nữa. Cái màu này nó là kiểu ánh nhũ shimmer nhưng mà nó pha giữa cái màu nâu đỏ và cái màu xanh dương ấy các bạn, nhìn xinh lắm ý. Cố gắng dùng hết tất cả những cái màu ở trong cái bảng này để review từng màu cho các bạn xem. Nói chung thì nhìn qua tất cả những cái màu ở đây thì màu nào mình thấy cũng đẹp, cũng xinh á, mà kiểu nó dễ đánh luôn á các bạn. Nhìn thấy cái đầu mắt của mình sáng hay chưa? Nhưng mà mình thấy nhá, giá như mà cái nhũ này này nó có nhiều cái màu xanh hơn một tí và cái bảng này nó có những cái tông màu lạnh hơn một tí để mà mình nhấn cái phần đầu mắt này này, thì cái makeup look của mình nó sẽ trông khác hơn một tí và nhìn nó sẽ đẹp hơn, kiểu nó lạ hơn ý. Giá như mà nó là cái màu xanh bạc hà này thì xinh quá nhỉ. Lấy tay này chậm thêm một chút nhũ vào giữa màu mắt nữa, cao lên một tí. Wow, xinh. Mình đã dùng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 màu ở trong cái bảng này rồi trên cái mắt của mình nha các bạn. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy là những cái màu của nó không hề có một sự đánh nhau một tí nào, và tất cả những cái màu của nó đều bổ trợ cho nhau các bạn. Quên, có một điểm trừ của cái bảng phấn mắt này là rơi phấn hơi nhiều nha các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách mà để lấy phấn mắt làm như thế nào với những cái bảng phấn mà nó hay rơi màu như này để cho nó không bị rơi nhiều quá, cũng như là nó sẽ không bị bay sang những cái ô khác. Ví dụ như cái màu này thì chúng mình sẽ lấy dặm một cái xong lăn chổi, dặm một cái xong lăn chổi và gẩy đi. Làm như vậy thì những cái hạt phấn như các bạn nhìn thấy là nó rơi ra không nhiều đúng không, và nó sẽ không bay sang những cái ô màu khác, nó không ảnh hưởng đến sắc màu của những cái màu khác nữa. Tiếp theo là với kẻ mắt nhá, thì mình sẽ có cây bút kẻ mắt này có tên là Smooth Liquid Eyeliner. Màu mình có thì sẽ là màu đen. Đấy, đúng màu đen luôn. Ôi, khô nhanh thế. Vừa mới quẹt lên xong rồi gẩy ra này các bạn này, khô luôn rồi. Đầu cọ mềm và cái nét vẽ rất là mảnh, rất là mảnh. Dễ dùng đấy các bạn ạ. Wow, sắc nét. Thêm một chút mắt dưới nữa nhá. Vẩy 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 vài phát là có vài cái lông mi luôn này. Cái kẻ mắt này ok, mình thích. Nhưng cái nét nó rất là nhỏ đúng không các bạn? Đó, rất là thích hợp với những ai mà không có lông mi dưới như của mình. Mình vẽ vài đường vào đây tạo cảm giác như là mình có lông mi dưới mà cái nét này rất là nhỏ ấy, nhìn rất là hợp. Nào bây giờ thì mình sẽ kẹp lông mi lên và gắn lông mi. Phần mắt đã xong, xinh quá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng sử dụng đến highlighter. Highlighter thì đây là lần đầu tiên mình thấy một cái highlighter nào mà to như này các bạn ạ. Đây, vẫn kiểu trang trí cầu kỳ như vậy. À không, xin lỗi, đây là highlighter này không to nhưng mà cái hộp nó to thôi các bạn. Đây, sản phẩm của chúng mình ở bên này. Hơi bất ngờ một tí khi mà mở ra. LAE như thế này lên rồi thì bảo người ta dùng làm sao? Ai mà nỡ dám dùng mà trời ơi. Mình nghĩ là mình sẽ lấy mé mé ở trên này thôi. Cái highlight này mình không thích lắm các bạn ạ. Hạt phấn nó không phải là hạt phấn quá to đâu. Hay là tại cái chổi nhỉ, từ từ để mình đổi cái chổi khác nhé, để xem là có khá hơn không. Chứ mình thấy là đang trong tình trạng là hơi bị không đều highlight á, mà cảm thấy như là nó lên trên da nó hơi bị dày á các bạn. Lên trên da nó hơi bị dày á, nó không được hòa, nó không được mịn và nó không tan vào trong cái làn da, mà cảm giác như là đúng một vạch highlight lên trên này này, nó không được tự nhiên cho lắm và cũng không sáng lắm đúng không. Thường thì những cái kiểu nào mà highlight nó dày như này thì nó sẽ rất là sáng ấy, nhưng mà cái này nó không sáng lắm đây các bạn này, không sáng lắm. Ui trời, khi mà các bạn nhìn trên cam ấy thì các bạn sẽ thấy là cả một vùng ở trên này của mình nó sáng lên đúng không? Thế nhưng mà
Khi mà mình nhìn vào gương này thì mình mới nhìn thấy rõ 1, 2, 3, 4, 4 vạch highlight trên này, mà mình dùng cái chổi này rất là mịn nha các bạn. Mà nó vạch 4 vạch ở trên này thì cái highlight này mình thấy là cái khả năng tán của nó ấy, không được ok cho lắm. Nó bị bết vào các bạn. Nó bị vón vào á. Nó bị vón vào, đúng phải dùng từ vón. Nó bị vón vào thành mấy cái đường trên má này này. Nói chung là mình thấy là phải tán một cách rất là cật lực thì mới có thể tán cái này mà nó nhuyễn được đó. Hơi phô á, kiểu highlight mà nó hơi phô, nó không nhuyễn nhuyễn vào hay nó không hòa hòa vào da ấy, là mình thấy nó hơi phô. Không khoái lắm. Được cái là cái packaging thì quá đẹp thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà bớt tiền đầu tư vào packaging ấy, cho vào cái chất lượng phấn một chút ấy, thì mình nghĩ sẽ hợp được hơn, hợp lý hơn. Cho cái highlight này 5 điểm. Cái 5 điểm đấy là hoàn toàn điểm cộng vào cái packaging nha. Còn cái phần sản phẩm thì là mình không thích lắm. Không thích, chứ không phải là không thích lắm. Không thích. Mình sẽ mở ra và swatch từng thỏi son cho các bạn xem nhé. Với cái thỏi son lì này thì nó có tên là Mace Kiss Lipstick. Và màu mình có thì là màu M13. Nó lại một sản phẩm quá đầu tư vào phần packaging. Các bạn có nhìn thấy cái hình in hoa ở ngay ở trên cái đầu thỏi son không? Cái son này mình nghĩ là mình quẹt một phát thì nó đi luôn cái bông hoa này mất. Nào, swatch cái thỏi son này nhá. Màu M13 này. Thỏi son lì này. Màu này thì mình thấy là màu son đỏ ấy, nhưng mà có base là bay hồng nha các bạn. Đây là thỏi son phiên bản giới hạn các bạn ạ. Màu mình có là màu số 02 thuộc dòng Velvety Careless Lip Mousse. Cũng là màu son đỏ, nhưng mà cái đỏ này thì sẽ tươi hơn cái đỏ này, bởi vì cái đỏ này nó có pha cái tông hồng ấy, còn cái đỏ này nó sẽ có một chút tông màu cam ở trong này. Đánh cái màu này thì răng của chúng mình trông rất là trắng nhá, không kén tông răng đâu. Chúng mình sẽ thử đến hai cái dòng son kem này có tên là Matte Velvet Lipstick, tức là vừa light matte vừa light velvet. Màu đầu tiên mà mình có thì là màu M608. Xinh tuyệt vời luôn ý. Vỏ nhám nhám, xong rồi cầm cảm giác nó rất là sạch tay ý, bởi vì nó không phải là cái vỏ trơn ý các bạn. Cầm nó không bị in dấu vân tay. Wow, màu này mình chưa có bao giờ các bạn ạ. Nó là một cái màu hồng vỏ đỗ thôi, nhưng mà nó rất là đậm ý các bạn. Nó có mùi như mùi hoa gì các bạn. Thơm thế. Màu tiếp theo thì là màu 601, M601. Mình phát hiện ra một điều nhá. Cái chổi của cái cây son này này êm cực kỳ các bạn ạ. Mình rút thỏi son ra, mình quẹt vài đường thôi mà cái son mình xoát nó được một mảng to như này rồi, chứng tỏ là cái khả năng lấy son của cây chổi này rất là tốt. Quay trở lại với cái màu thì cái màu này siêu xinh các bạn ơi. Để mình tả cái màu này nhất, nó là một cái màu cam, màu hồng san hô, thế nhưng mà nó có đất. Thường thì những cái màu san hô thì nó sẽ hơi tươi đúng không? Thế nhưng mà màu này nó có tông màu đất vào, nó không tươi một tí nào mà nó hơi trầm trầm ấy các bạn. Xinh. Xinh quá, nhìn màu này rất là giống kiểu màu con nhà giàu nhá. Rồi cả hai cái thỏi son này màu nó đều đẹp luôn ý, biết đánh thỏi nào à các bạn? Bối rối quá. Quyết định đánh cả hai. Đánh trước màu 601 này. Màu son này rất xinh, rất xinh, xinh đẹp tuyệt vời. Màu này rất đẹp, wow. Xinh quá. Khi mà các bạn nhìn lên trên cam nhá, thì các bạn sẽ thấy là cái màu này nó hơi bị nhạt đúng không? Trông nó khá là nhạt. Thế nhưng mà các bạn tin mình đi, cái màu son này đánh ở ngoài trời, ánh sáng mặt trời rất đẹp, rất xinh. Màu của nó không phải là cái màu mà người ta nhìn một phát từ xa sẽ thấy cái màu son của bạn rất là nổi bật đâu. Mà nó là một cái màu son mà nó làm cho tổng thể gương mặt của bạn trang điểm kiểu gì nó cũng sẽ rất là hài hòa. Nhìn góc độ nào cũng thấy màu này xinh nhá. Cái màu son 608 này để đánh bên trong lòng môi nhá. Ừng quá, hôm nay được hai thỏi son, hai cái màu mà mình chưa có bao giờ. Mình rất là khó để kiếm được hai cái màu này, tự dưng hôm nay mình có hai cái màu này. Ơ, sung sướng. Có điểm 11, cho luôn 11 điểm nhá. Tuyệt vời hai cái màu son này. Nào, để mình đánh giá về cái chất son nhá. Bây giờ mình sẽ thử cái phần transfer, cái phần trôi màu của màu son này xem như nào nhá. Đây. Các bạn sẽ thấy là nó không transfer nhiều đúng không? Nó chỉ bị transfer ra mỗi cái phần viền của môi thôi. Kiểu như là những cái phần này thì là mình đánh nó hơi bị đọng nhiều son vào ấy. Thì khi mình bạn vào một tờ giấy thì nó sẽ bớt cái phần đọng đó lại. Chứ độ transfer của nó thì không nhiều, bởi vì đây là chất son lì á các bạn. Và thường thì với mình ý, son lì mình rất là kỵ, bởi vì là môi của mình rất là nhanh khô. Môi mình có thể gọi là một cái dạng môi mà nó khô nhất trần đời luôn ý. Vừa mới đánh son lên cảm thấy khô liền ngay lập tức rồi. Thế nhưng mà với các loại son này thì mình vẫn chưa cảm thấy cái sự khô của nó đâu cả, mình vẫn thấy đang ok. Cái son nó nằm ở trên môi của mình cảm giác rất là thoải mái, nó vẫn chưa có cảm giác là bị khô một tí nào cả. Thế nên là mình nghĩ đây là một thỏi son rất là lý tưởng. Nào các bạn, bây giờ thì các bạn cho mình thêm vài phút để mình chỉnh lại cái mái tóc của mình, che cái chăn hói, che cái chăn bóng của mình đi. Và mình sẽ quay lại với chuyên mục tổng kết. Mái lại dài rồi, trời ơi, ăn chỉ nuôi mái thôi các bạn ạ, khổ lắm cơ.
Ok các bạn, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi đến phần tổng kết nhá. Thì cái món đồ mà mình thích nhất ấy không cái gì khác đấy chính là hai cái thỏi son này. Hai thỏi son thuộc dòng son, từ từ mình xem tên là gì nhá. Made Velvet Lipstick, trời ơi, hai thỏi son này xuất sắc luôn. Các bạn ghi nhớ hai cái màu này nhá, M601 và M608. Mình không biết là những cái màu son khác thì nó sẽ như thế nào. Thế nhưng mà cái chất son bao thích bao đẹp luôn, và hai cái màu son này bao đẹp luôn các bạn, lên môi cực kỳ xinh. Các bạn thấy là mình rất là phấn khích với hai màu son này rồi đúng không? Tiếp theo thì cái mà mình thích nữa đấy chính là cái kem nền này. Thực sự thì đối với mình từ xưa đến giờ mình rất là thích những các loại kem nền nào mà có độ che phủ cao. Cái kem nền này thì cái độ che phủ của nó không cao, thế nhưng mà riêng về cái độ chống nước và chống trôi của nó thì mình ok, mình duyệt. Và một điều nữa đấy chính là khi mà mình đánh cái kem nền này, tức là đã khoảng hơn một tiếng rồi, thế nhưng mà thứ nhất là cái kem nền này nó không xuống tông các bạn ạ, và thứ hai là trên mặt mình nó không có bất kỳ một cảm giác khó chịu hay là cảm giác dày nào. Nó rất là mỏng và nó rất là thoáng ở trên da, cũng như là nhìn da mình rất là tự nhiên. Rồi tiếp theo thì là đến với một cái sản phẩm mà mình cũng khá là thích nữa, đấy chính là cái eyeliner này. Cái đầu của nó rất là nhỏ, kẻ rất là thích, và đặc biệt là phù hợp với mình trong cái việc là kẻ lông mi dưới các bạn nha. Còn với cái hộp phấn mắt này trên thang điểm 10 thì mình sẽ cho nó được 7 điểm. Tại sao mà mình lại trừ đi mất 3 điểm? Với mình, một người thích chơi khá là nhiều màu sắc ở trên mắt, thì mình thấy cái bảng này nó hơi bị nhạt, hơi bị nhàm so với mình. Mình muốn trên cái bảng này có những cái tông màu nào nó nổi bật hơn một tí, như là ban nãy mình có gợi ý cho hãng nhá, là hãng nên cho cái màu này là màu xanh min. Nó kiểu nó hơi có một chút nhũ lấp lánh, để mình đánh vào cái đầu mắt này thì nhìn mắt mình nó sẽ lạ hơn, sẽ hay hơn. Và ngoài ra thì mình trừ thêm một điểm nữa, đấy chính là về cái độ rơi phấn của cái bảng này khá là nhiều. Còn đâu thì mình thấy là những cái màu ở bên trong bảng mắt này cộng với cái cây chổi như thế này thì nó rất là phù hợp với các bạn, để các bạn có thể trang điểm mắt hàng ngày. Đi chơi, đi tiệc thì có vẻ nó hơi thiếu một tí, thế nhưng mà đi chơi ban tối cũng rất là phù hợp nha các bạn, rất là xinh. Cho 7 trên 10 thôi, còn 3 điểm kia thì để hãng phấn đấu thêm nhá. Nào tiếp theo thì đối với cái highlight này thì mình thật sự là mình không thích, đến tận bây giờ mình vẫn không thể thích một tí nào cả. Được cái packaging xinh, còn đâu thì là chẳng có cái gì hết, mình vẫn không khoái. Okay, và đó là những cái sản phẩm gây ấn tượng đối với mình của thương hiệu Caslin. Caslin thì hiện tại đang có mặt ở trên Shopee và Lazada rồi. Bạn nào muốn shopping thương hiệu này thì hãy nhớ ấn vào đường link để phía dưới phần mô tả, hay là mình ghi trên phần bình luận nhá. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ là ấn like cho video này, subscribe kênh của mình, cho mình cạnh những thông báo mình hình dẫn video mới, và follow cái Insta của mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. I love you.